là cái gì thưa quan? À, là người tốt. Ừ. Tới đây chị. Dạ bẩm quan, con đâu biết. Nghe tao hỏi, nhà ngươi tên gì, quê quán ở đâu, năm nay được bao nhiêu tuổi? Dạ tuổi? Dạ con. Anh nói lại đi ạ. Bây giờ nghe tao hỏi rõ ràng, nhà ngươi tên gì, nghề nghiệp là chi, quê quán ở đâu, năm nay được bao nhiêu tuổi? Dạ bẩm quan, mấy con tên là Jennifer Lý Mạc Sầu, năm nay con được 21 tuổi. Rưỡi. Con được in trên phái xuống để giải hạn cho mọi người. Làm gì có đâu quan. À, những người nghe chưa? Mấy người nội kiện tôi à, hèn chi nãy giờ tôi thấy quen quen, tôi nhớ ra rồi. À, mấy người có tiền không mà đòi kiện tôi, có tiền không? À, tất cả nghe đây, nghe tao phán. Do không có đủ bằng chứng tố giác và để tiện cho quan có thời gian điều tra, tôi phóng thích bị cáo. Mọi lỗi lầm của vợ, mọi nỗ lực của bên nguyên đơn đều vô hiệu. Tuyên bố bãi tòa. Cái lộ bãi đường. Trời ơi, anh ơi, sao vậy? Quét gì mà hả? Quen, quen. Quen sức chắc. Lấy hình đầu. Cắt cái gì? Cắt chứ. Quen nhớ. Đi về con. Trời, cái chị tịch là sao? Lên đọc kết, lên đọc kết. Xếp hàng vô, xếp hàng thật hay. Mẹ đang chi? Đi ra ngoài. Đó, cô hả? Chào. Chào các bạn. Và sau đây là một kịch cũng quan giải dân của quan nhân khách sạn được phép kết thúc tại đây. Và sau những chiến lược ít hỏi mà chúng tôi mang lại là những bài học mà các bạn có thể giúp đỡ được con hiện tại và cho sau này. Cảm ơn.